Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều ngày 20 tháng 8 năm 2018, cửa hàng Ấm Thanh Hạnh rất vinh dự được đón một đoàn khách đến từ thành phố Hải Phòng. Vâng, chú xin được giấu tên và giấu hình. Vâng, đây là chú đi cùng thì được lên hình. Vâng, chú về cửa hàng Ấm Thanh Hạnh và lựa chọn cho mình hai sản phẩm như trước mắt quý vị và các bạn. Sản phẩm thứ nhất là một cặp loa Puller CS99A màng FB. Vâng, sản phẩm thứ hai là một chiếc âm ni Sansui 9090DB. Vâng, sản phẩm thì đã được các chú thẩm âm. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng thì cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh cung cấp, vừa là quảng cáo những vị khách luôn đặt niềm tin bên cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh và lựa chọn cho mình những cặp loa và những chiếc âm ni. Vâng, sản phẩm thứ hai là một chiếc âm ly Sansui 9090DB. Những sản phẩm đẹp thì có giá trên dưới 40 triệu đồng, trên 40 triệu một chút. Tùy theo độ đẹp của tất cả các sản phẩm. Vâng, chiếc âm ly 9090DB của ngày hôm nay thì rất là đẹp. Vâng, chú đã lựa chọn được những sản phẩm mà chú ưng ý bên cửa hàng Ấm Thanh Hạnh. Vâng, đây là chiếc loa thứ hai của cặp loa 99A màng FB. Vâng, bên cửa hàng Ấm Thanh Hạnh thì luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Ấm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Ấm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn có thời gian và điều kiện về với cửa hàng Ấm Thanh Đức Hạnh thì hãy về theo trục đường 18, Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm Ấm Thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, Ấm Thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Ấm Thanh Đức Hạnh. Cảm ơn những quý khách đã đến tận cửa hàng, sắm những sản phẩm cho quý khách.